vì sao Tổng Trọng vẫn cho in và phát hành sách lý luận dù không có ích lợi gì. Trên mạng xã hội trong thời gian gần đây, nhiều ý kiến cho rằng Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng luôn trong tình trạng tuổi cao sức yếu. Ông Trọng đã ngoài 80 tuổi, thời gian ở bệnh viện thì nhiều hơn thời gian làm việc, cũng như ở nhà là điều dễ hiểu. Nhưng với một tình trạng sức khỏe như vậy, việc Tổng Trọng vẫn thường xuyên viết sách và được ấn hành để làm tài liệu học tập là điều khá bất thường, nhất là mỗi cuốn sách đều có độ dày tới 600 trang. Mới nhất, tạp chí Cộng sản vào ngày 21 tháng 6 đưa tin lễ ra mắt cuốn sách xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bản tin cho biết, ngày 21 tháng 6, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật đã phối hợp tổ chức lễ ra mắt cuốn sách xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tham dự buổi lễ có các nhân vật: ông Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và nhiều lãnh đạo cấp cao khác. Cũng theo tạp chí Cộng sản, trong năm 2023, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đã có ít nhất 3 lần viết, xuất bản, in và phát hành các tuyển tập chính trị, mà cụ thể như đầu năm 2023 xuất bản cuốn sách Kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, cũng dày tới hơn 600 trang và có gần 100 hình ảnh minh họa. Tháng 5 năm 2023 xuất bản hai cuốn sách có tựa đề Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và Cương quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh. Tới tháng 11 năm 2023 xuất bản cuốn sách có tựa đề Cả nước đồng lòng tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng. Cuốn này cũng dày hơn 600 trang với gần 100 hình ảnh minh họa. Chưa hết, tới tháng 2 năm 2024, truyền thông nhà nước cũng đưa tin về lễ ra mắt hai cuốn sách mới của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng theo giới thiệu của Ban Tuyên giáo Trung ương. Những cuốn sách này được Ban Nội chính Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật ấn hành và xuất bản ra mắt công chúng. Công luận thấy rằng người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam trong những năm cuối đời cũng đã có những biểu hiện lạm dụng in và xuất bản quá nhiều sách lý luận với số lượng hàng chục nghìn ấn bản cho mỗi đầu sách là điều hết sức lãng phí. Đồng thời, công luận cũng đặt câu hỏi sách chống tham nhũng của Tổng Trọng in ra cho ai đọc. Facebook Kim Văn Chính, nguyên giảng viên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, viết trên trang cá nhân nhận xét bóng gió như sau. Theo báo chí đưa tin, sách 900 trang nhưng được viết trong 27 tháng. Tổng Bí thư viết nhanh như vậy là rất giỏi. Đọc tin, tôi cứ thấy tác phẩm này rất giống bộ ba tác phẩm vĩ đại của đồng chí Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô. Viết cũng khi về già. Giống nữa là sắp tới các sinh viên chắc phải học tập tướt bơ, là theo lời của đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nói vậy. Làm tôi nhớ lại, xưa tôi cũng được học bộ ba tác phẩm của lãnh tụ Brezhnev kính mến, nhưng giờ quên hết rồi. Mới đây nhất vào ngày 21 tháng 6, giáo sư Abuja trong bài bình luận với tựa đề Khất sĩ Thích Minh Tuệ mang đến sự tương phản đáng hổ thẹn cho giới lãnh đạo Việt Nam. Khi nhận xét về Tổng Trọng, ông đã viết như sau. Chiến dịch đốt lò chống tham nhũng cũng mang đến những thiệt hại lâu dài cho hình ảnh của Đảng. Chiến dịch này phơi bày sự thật không lấy gì làm vui vẻ. Đó là không chỉ có một hay hai con sâu trong lãnh đạo cấp cao, mà tất cả 100% đều dính dáng đến tham nhũng. Để rồi sự thật về các nhà lãnh đạo cấp cao lần lượt được phơi bày ra trước công chúng. Bên cạnh đó có nhiều ý kiến cho rằng Tổng Trọng lấy tiền ngân sách để mà đánh bóng tên tuổi của mình, và quan trọng hơn sẽ mang lại cho ông Trọng một khoản tuyển nhận bút không hề nhỏ. Đó là chưa kể chi phí cho việc tổ chức các buổi lễ ra mắt sách rầm rộ và rất tốn kém. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm với bản tin Vì sao Tổng Trọng vẫn cho in và phát hành sách lý luận dù không có lợi ích gì. Vì sao tình trạng lãnh đạo nhà nước lừa đảo các doanh nghiệp tăng nhanh? Trong thời gian gần đây, tình trạng một số kẻ xấu giả danh cán bộ lãnh đạo các ban ngành để lừa gạt người dân trở nên rất phổ biến. Đáng báo động hơn đó là tình trạng một số lãnh đạo các cơ quan ban ngành cũng tham gia lừa đảo người dân và doanh nghiệp để mà thu lợi. Báo Người Lao Động vào ngày 21 tháng 6 đưa tin với tiêu đề Tình tiết mới vụ cựu vụ trưởng chiếm đoạt 80 tỷ đồng của Chủ tịch Tân Hoàn Minh. Bản tin cho biết vào ngày 21 tháng 6, Tòa Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Sĩ Tá, cựu vụ trưởng vụ tổng hợp Ủy ban Dân tộc Trung ương về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
theo điều 174 của Bộ luật hình sự năm 2015. Theo đó, ông Nguyễn Chí Tá bị cáo buộc đã lừa đảo 80 tỷ đồng của ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty Tân Hoàn Minh. Do cần làm rõ một số vấn đề, tòa đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra lại. Trước đó một ngày, truyền thông nhà nước đưa tin, ngày 20 tháng 6, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt giữ ông Trần Anh Vũ, do ông này giả danh Phó trưởng ban Nội chính Trung ương để lừa đảo chạy vạy vốn ưu đãi mua đất giá rẻ. Cũng tương tự vụ Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, cựu giám đốc Công an Hải Phòng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 34 tỷ để mà chạy án. Ông Ca đã bị Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố bắt giam vào ngày 18 tháng 2 năm 2023 với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo thống kê của Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Trật tự Xã hội, Bộ Công an, trong năm 2021, cả nước xảy ra gần 2.500 vụ lừa đảo, trong đó có 527 vụ giả danh cơ quan tư pháp để mà lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân. Công luận đặt câu hỏi là tại sao các lãnh đạo trong bộ máy nhà nước tham gia lừa đảo ngày càng nhiều trong thời gian gần đây. Theo giới chuyên gia, một trong những lý do dẫn tới việc người dân và các doanh nghiệp dùng tiền để nhờ vả lãnh đạo cao hơn, giúp đỡ, lo cho việc thủ tục hành chính công, rõ ràng cho thấy bộ máy hành chính công của Việt Nam chưa thực sự chuyên nghiệp, do đó đã để xảy ra tình trạng ách tắc, trở ngại và cần chất bôi trơn cho những người thực thi trong bộ máy. Một số kẻ đã tạo cái hở để mà trục lợi. Về hiện tượng có một số người đã giả danh cán bộ hay lãnh đạo nhà nước để tiến hành lừa đảo. Công luận cho rằng không có lửa thì làm sao có khói. Nguyên nhân vì chính công an cũng lừa đảo là chuyện rất phổ biến hiện nay dưới danh nghĩa chạy án. Đây là một lỗ hổng lớn trong ngành tư pháp của Việt Nam, như vụ ông Đặng Việt Hà nhờ chạy án đã bị lừa mất 100.000 đô là một ví dụ. Quan trọng hơn, theo giới chuyên gia, điều đó cho chứng tỏ một bộ phận không nhỏ công chức, viên chức và lãnh đạo trong bộ máy nhà nước, đặc biệt trong ngành tư pháp, công an, kiểm sát và tòa án, có khá nhiều người không đủ phẩm chất, đạo đức. Ngoài ra, đây cũng là hệ quả của hệ thống pháp luật nhà nước thiếu nghiêm minh, thiếu tinh thần thượng tôn pháp luật. Đây là một nhược điểm rất lớn ở xã hội tại Việt Nam. Theo giới luật sư, do pháp luật Việt Nam có độ giãn rất lớn về hình phạt đối với cùng một tội danh, do đó là lý do khiến người dân thường có thói quen nhờ vả người nhà nước giúp đỡ, từ đó tạo điều kiện cho các đầy tớ lợi dụng chức vụ quyền hạn để mà kiếm ăn, tham nhũng. Thậm chí có những người chẳng có chức vụ quyền hạn gì, nhưng thấy dễ ăn nên đã giả danh để lừa đảo, như chúng ta đã thấy. Tờ báo Thanh Niên Online mới đây cũng cho hay, trong năm 2023 có hơn 1.000 vụ án mới về tham nhũng, chức vụ trong ngành tư pháp đã bị khởi tố và tăng gần 110% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo đó, các tài liệu chính thức từ phía các cơ quan như Viện Kiểm sát, Cơ quan Điều tra, Công an và Tòa án đưa ra đều chứng minh cho thấy sự xuống cấp toàn diện của các vụ chạy án rất lớn về số lượng tiền bạc mà người dân không thể tưởng tượng được. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Vì sao tình trạng lãnh đạo nhà nước lừa đảo các doanh nghiệp ngày càng tăng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.